Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của Phan Hoa. Và trong video này thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái sản phẩm, đó chính là serum tinh thể vàng 24K của hãng La Mer Dr. Desi. Sản phẩm này thời gian vừa qua được rất là nhiều các chị em săn lùng tìm kiếm và đã sử dụng, rất là hài lòng với cái sản phẩm này. Đấy, và đối tượng để sử dụng sản phẩm này đó chính là những ai mà có cái làn da khô, thô ráp, thiếu độ ẩm, hay là da của chúng ta bị nhăn nheo, lỗ chân lông to, xỉn màu, không đều màu. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta sử dụng được cái sản phẩm này nhé. Đấy, bởi vì cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là chống lão hóa này, xóa nếp nhăn này, làm mờ nám và dưỡng trắng da. Đấy, như các bạn quan sát hình dáng bên ngoài tên của sản phẩm serum tinh thể, và ở đây thì cũng ghi đầy đủ về thành phần cũng như là công dụng của sản phẩm rất là kỹ nhé. Đấy, giúp da trắng sáng cũng như là co nhỏ lỗ chân lông, tăng độ khỏe mạnh cho da nhé. Đấy, và đây là hình dáng bên trong của sản phẩm. Bởi vì rất là nhiều các chị muốn hỏi Hoa về hình dáng bên trong của sản phẩm là như nào ấy. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể là Hoa quay cận cảnh cái sản phẩm này để các bạn theo dõi nhé. Đấy, nó sẽ có các cái hạt tinh thể vàng, và đó là một trong những cái lý do mà sẽ giúp cho da của chúng ta trắng sáng và chống lão hóa da nhé. Đấy, và hiện nay thì cái sản phẩm này thì có cái trọng lượng đó chính là 10ml, có cái thể tích đó chính là 10ml. Và cái sản phẩm này thì hiện nay là chỉ có giá 250.000 thôi. Đấy, chỉ có giá 250.000, rất là phù hợp để cho tất cả các chị em có thể là trải nghiệm, có thể là sử dụng cái sản phẩm này nhé. Đấy, những ai mà quan tâm thì mọi người hoàn toàn có thể gọi trực tiếp vào số hotline, đó chính là 0971035507, hoặc các bạn có thể kết bạn qua Zalo, đó chính là 0909537868 nhé. Hoặc các bạn cũng có thể inbox ở trên Facebook Phan Hoa để các bạn có thể là đặt ra những câu hỏi, hoặc các bạn cũng có thể là các bạn comment số điện thoại xuống bên dưới. Hoa sẽ hỗ trợ và Hoa sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn về sản phẩm này nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chúc tất cả các bạn luôn thành công, xinh đẹp và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại bạn tại các video tiếp theo nhé. Các bạn mà thấy video này hay thì các bạn hoàn toàn có thể là theo dõi, các bạn có thể là chia sẻ và các bạn đăng ký kênh nhé.